Kính thưa ban chủ tọa đàm, kính thưa quý vị đại biểu và quý đồng nghiệp, sau đây tôi xin có một bài trình bày với chủ đề tắc nghẽn đường thở trung tâm, chẩn đoán và điều trị. Như tất cả chúng ta đã biết, không khí sẽ đi từ bên ngoài và qua vùng mũi, hầu họng, sau đấy đến phần thanh môn, thanh quản và sẽ xuống khí quản, phế quản gốc hai bên và vào các nhánh phế quản nhỏ hơn để đi đến các cái phế nang để làm nhiệm vụ trao đổi khí. Đường thở trung tâm được định nghĩa là phần đường thở bao gồm có khí quản và phế quản gốc hai bên. Thế thì vì một cái lý do nào đó nó gây ra cái hiện tượng tắc nghẽn làm cho khẩu kính của cái đường thở trung tâm này nó bị hẹp lại thì sẽ có biểu hiện trên lâm sàng. Và hẹp đường thở trung tâm được coi là một tình trạng bệnh nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Nguyên nhân thì có thể do nhiều nguyên nhân gây nên. Người ta thường chia làm hai nhóm, nguyên nhân lành tính và nguyên nhân ác tính. Và khi một bất kỳ một bệnh nhân nào có triệu chứng khó thở thì cũng cần phải được thăm khám và phát hiện xem là liệu có phải hẹp đường thở trung tâm hay không để có thể đưa ra các biện pháp điều trị kịp thời. Về mặt nguyên nhân gây ra hẹp đường thở trung tâm thì về mặt nguyên nhân ác tính thì đa phần đấy là các bệnh lý về ung thư. Ung thư ở đây có thể là ung thư tại phổi và người ta thừa nhận thấy là khoảng 30% các cái bệnh nhân bị ung thư phổi có tiến triển thành cái trường hợp mà có hẹp đường thở trung tâm. Sau các loại ung thư phổi có thể là tại chỗ thì có thể là ung thư phổi xuất phát từ các cái thùy khác của phổi và di căn tới đường thở và gây nên hẹp đường thở trung tâm. Rồi các ung thư khác như là các ung thư thận, ung thư vú, ung thư tuyến giáp, các ung thư như là ung thư thực quản có thể phát triển từ bên ngoài vào, xâm lấn và đè ép vào khí quản gây ra tình trạng hẹp đường thở. Rồi các khối u như là các u trung thất, u tuyến giáp, u tuyến ức, u các tế bào mầm thì cũng có thể phát triển và gây hẹp đường thở trung tâm, đặc biệt là cái phần khí quản nơi tiếp xúc trực tiếp với trung thất. Một số bệnh lý khác như là u lympho và các ung thư thanh quản, ung thư tam mũi họng thì cũng thể gây nên cái hẹp đường thở trung tâm. Thế thì các cái ung thư này nó thể gây hẹp đường thở do các cái cơ chế như thế nào? Thì cơ chế người ta nhận thấy là có thể là có khối u này nó phát triển tại chỗ ở phía trong niêm mạc của đường thở và khi mà phát triển nhỏ thì nó không gây hẹp. Tuy nhiên là khi nó phát triển đến giai đoạn nó đủ lớn thì có thể gây ra tình trạng hẹp đường thở. Cái thứ hai, cái cơ chế thứ hai đấy là cái khối u nó phát triển từ bên ngoài. Ví dụ các khối ở trong trung thất nó phát triển ở bên ngoài, nó không xâm lấn vào trong thành của khí quản, không có tổn thương ở niêm mạc, nó đè từ bên ngoài vào, nó gây hẹp đường thở trung tâm. Và còn cái cơ chế thứ ba đấy là khối u có thể phát triển ở trong lòng hoặc là bên ngoài nhưng mà nó xâm lấn qua cái thành của khí quản và khi chúng ta chụp phim chúng ta soi có thể thấy phát hiện được cả tổn thương ở trong lòng của khí phế quản lẫn tổn thương ở bên ngoài có thể là trung thất hoặc là màng phổi. Thì đây là ba cơ chế chính người ta nhận thấy là như thế. Còn về nhóm nguyên nhân thứ hai đấy là các nguyên nhân mà lành tính. Nguyên nhân lành tính thì thường gặp nhất đấy là các trường hợp hẹp sau khi mà bệnh nhân được đặt nội khí quản hoặc được mở khí quản. Tiếp đến là các trường hợp mà hẹp do tình trạng nhiễm trùng, như bệnh nhân mà có bị lao, rồi các bệnh nhân mà có các bệnh lý khác như là chấn thương của khí phế quản, rồi một số nguyên nhân lành tính khác như là có bệnh nhân có các cái u lành tính, các cái u nhú, các cái hamartom, rồi một số bệnh như sarcoidosis, một số trường hợp khác thì có nhuyễn sụn khí phế quản, thì đó là các nguyên nhân mà thường gặp gây nên cái tình trạng mà hẹp đường thở. Thế thì về mặt cơ chế ở những cái bệnh nhân mà có mở khí quản hoặc là được đặt ống nội khí quản thì người ta thấy các cái vị trí nào mà cái ống nội khí quản nó tiếp xúc với cái niêm mạc của cái đường thở thì đều có thể là các vị trí gây hẹp. Ví dụ là gì? Ví dụ là cái vị trí cớp của ống nội khí quản hoặc là của canulin mở khí quản. Khi mà cái cớp này có cái thể tích nó quá lớn và cái áp lực nó quá căng thì khi mà nó được bơm căng quá nó đè ép vào cái phần niêm mạc của khí phế quản ấy, thì nó sẽ gây gì ạ? Nó sẽ gây cái hiện tượng là thiếu máu phía dưới của niêm mạc. Và cái phần niêm mạc nó bị thiếu máu thì nó sẽ chết đi. Khi mà chúng ta rút cái ống của cái quản, rút canulin của cái quản này ra, thì cái phần niêm mạc chết đi, bắt đầu phát triển các cái tổ chức sơ sẹo và gây đến tình trạng hẹp đường thở trên lâm sàng. Ngoài ra thì vị trí của đầu ống nội khí quản sẽ có thể tiếp xúc với cái thành của khí quản hoặc là cái đầu ống đầu canulin của khí quản tiếp xúc với niêm mạc của khí quản. Thì tại cái vị trí tiếp xúc này sẽ phát triển tăng sinh các cái tổ chức hạt và tổ chức hạt này có thể là sẽ bị gần như kín cái đầu của ống nội khí quản hoặc canulin mở khí quản mà gây hẹp. Thế thì trên này bệnh nhân mà đang là đống nội khí quản hoặc có mở khí quản tự nhiên xuất hiện triệu chứng suy hấp đột ngột hoặc là gì, hoặc là sau khi chúng ta rút canulin hoặc chúng ta rút nội khí quản bệnh nhân suy hấp đột ngột thì chúng ta cần phải kiểm tra xem là bệnh nhân này liệu có bị hẹp ở phía dưới cái đầu của canulin mở khí quản hoặc ống nội khí quản hay không.
Thế nên là những bệnh nhân mà có mở khí quản thì còn một vị trí nữa có thể hẹp, đó là cái vị trí của mặt lưng của canulin, nơi mà cái ống nội khí quản, ống canulin mở khí quản đi vào trong cái khí quản ấy, thì cái vị trí mặt lưng của canulin có thể phát triển mọc các cái tổ chức hạt, và các tổ chức hạt này thì có thể gây hẹp khí quản, và khi mà chúng ta soi và chúng ta chụp phim thì có thể phát hiện ra. Và đôi khi là vì những cái tổ chức hạt nó mọc như thế này mà bệnh nhân rút mở khí quản thất bại. Và nếu mà bệnh nhân mà có rút mở khí quản thất bại nhiều lần thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra xem là bệnh nhân này liệu có bị hẹp do các nguyên nhân trên hay không. Về mặt phân loại hẹp đường thở trung tâm thì người ta sẽ phân loại dựa vào vị trí, dựa vào mức độ và bản chất hẹp. Thì theo Hội hô hấp châu Âu năm 2007 thì người ta có đưa ra một cái phân loại về hẹp đường thở trung tâm. Thế thì về mặt vị trí chúng ta có 5 cái vị trí. Một là 1/3 trên của khí quản, 2 là 1/3 giữa của khí quản, 3 là 1/3 dưới của khí quản, 4 là phế quản gốc bên phải và 5 là phế quản gốc bên trái. Về thứ hai phân loại theo mức độ thì chia làm các cái độ sau: độ 0 là không có hẹp, độ 1 là hẹp dưới 25%, độ 2 là hẹp từ 26 đến 50%, độ 3 là hẹp từ 51 đến 75%, độ 4 là hẹp từ 76 đến 90% và độ 5 là hẹp trên 90%, và sẽ có trường hợp là hẹp hoàn toàn. Thế thì khi mà chúng ta làm, chúng ta chẩn đoán một bệnh nhân, chúng ta có thể dựa vào cái sơ đồ ở hình bên phải, chúng ta khoanh các tròn các cái vị trí lại để chúng ta đánh dấu vị trí, chúng ta đánh dấu các cái mức độ hẹp của bệnh nhân để chúng ta lên cái kế hoạch can thiệp cụ thể. Cái phân loại thứ ba, đấy là chúng ta phân loại tiếp, là chúng ta phân loại theo bản chất của đoạn hẹp. Về bản chất của đoạn hẹp thì người ta chia ra làm hẹp do tổn thương cấu trúc của cái đường thở, và thứ hai là do hẹp chức năng của đường thở. Thế về mặt cấu trúc thì chúng ta có 4 cái tip. Tip 1 là hẹp có tổn thương ở trong lòng của cái phế quản. Và cái tổn thương trong lòng phế quản này có thể là gì? Có thể là các cái khối u nó xâm lấn nó ở trong lòng của phế quản, hoặc đôi khi đấy cũng thể là các cái tổn thương lành tính như là các cái u hạt ở trong lòng phế quản. Thế thì tip 1, chúng ta xác định tip 1 khi mà có tổn thương niêm mạc của khí phế quản. Thì tip 2 là các cái tổn thương mà nó đè ép từ ngoài vào. Các tổn thương đè ép từ ngoài vào thì khi chúng ta soi sẽ không thấy tổn thương của niêm mạc. Thứ ba là các trường hợp mà biến dạng khí phế quản do nhiều các cái lý do khác nhau. Và tip 4 đó là gì? Tip 4 là các cái sẹo, các cái tổn thương sơ, điển hình nhất là gặp sau đặt ống nội khí quản, sau một khí quản hoặc là sau bị bỏng đường thở. Về phân loại theo mặt chức năng thì người ta chia làm hai tip. Tip 1 thì chúng ta có cái tổn thương mà phá hủy sụn hoặc là nhiễm sụn khí phế quản. Và tip 2 đấy là cái tổn thương của màng mềm. Thì trên hình slide thì quý vị đại biểu chúng ta có để thấy một số các cái ví dụ trong cái phân loại về hẹp cấu trúc như là hẹp chức năng. Thế thì hình A chúng ta có gì ạ? Hình A đây là tổn thương ở trên của khí quản, đúng không ạ? Và cái hình ảnh nội soi đây một khối u sùi nó nằm ở trong lòng của khí quản. Và đây thì người ta sẽ xếp vào tip 1. Đến cái hình B là cái hình mà nó thể hiện là gì ạ? Cái khí quản nó bị biến dạng và nó lệch trục. Bình thường khí quản của chúng ta là đứng thẳng, nhưng mà khí quản này bị bóp méo, bị đẩy lệch sang một bên. Thì đây là một cái ví dụ về biến dạng và lệch trục của khí quản. Hình C là gì? Hình C là bệnh nhân có các cái khối u, các khối hạch từ bên ngoài nó đè ép hai bên vào, gây hẹp lòng khí quản. Và chúng ta thấy là gì? Toàn bộ niêm mạc ở trong khí quản ấy thì hoàn toàn bình thường. Thế hình D là cái trường hợp mà hẹp có thể là hẹp phức tạp, đúng không ạ? Chúng ta thấy đây hình của sẹo sơ ở trong cái lòng của khí quản. Thế thì nghe đây là các trường hợp mà chúng ta thấy là khí quản hầu như cái sụn hai bên bắt đầu nó đi áp sát vào nhau tạo thành cái hình là hình bao khiếp. Thì thường gặp nhất là chúng ta có thể quan sát thấy ở những bệnh nhân mà có CVD. Thế hình F là chúng ta có bệnh nhân có tổn thương của màng mềm lên rất sâu gần sát với cái phần sụn ở phía trước. Đến hình G chúng ta có bệnh nhân có tổn thương kiểu hẹp dạng màng. Hẹp dạng màng thì có thể chúng ta phân vào tip 4 theo cái phân loại ở phía trên. Và hình H đây chúng ta có kiểu hẹp dạng đồng hồ cát, khí quản bắt đầu nó uốn cong, nó đường kính hẹp nhất ở phía giữa, đúng không ạ? Và hai đầu trên thì dưới và là bình thường. Phân loại thứ hai là người ta có thể phân loại khí quản, phân loại hẹp đường thở theo đánh giá theo mức độ hẹp, người ta chia làm hẹp đơn giản hoặc là hẹp phức tạp. Thế trường hợp hẹp đơn giản là cái trường hợp mà hẹp chỉ ở niêm mạc thôi, mà đa phần là hẹp dạng màng hoặc là hẹp kiểu đồng hồ cát, mà cái đoạn hẹp ấy thì nó ngắn dưới 1 cm và không bao gồm tổn thương sụn. Còn các trường hợp mà hẹp phức tạp, đấy là tổn thương mà có xâm lấn thành của khí phế quản và thường có đi kèm với tổn thương sụn như trên hình ảnh quý vị đại biểu chúng ta có thể thấy.
phía trên phía dưới là hai cái sụn bình thường, còn ở phía giữa cái phần niêm mạc nó bị tổn thương, nó ăn vào cả nhưng một sụn làm cho sụn bị phá hủy. À, thông thường các trường hợp hẹp phức tạp và có đoạn dài trên 1 cm và có thể có các cái tổn thương kiểu dạng hỗn hợp, có thể lồi từ ngoài vào kết hợp với đáy ép, đúng không ạ? Và có thể có đi kèm với tình trạng mà như sụn phế quản. Một số tác giả khác thì cũng đưa ra các phân loại riêng về đánh giá mức độ hẹp đường thở của mình, tuy nhiên thì nó sẽ không toàn diện bằng cái phân loại của WHO châu Âu. Thế thì tác giả Cú Tông thì có đưa ra một cái phân loại dựa vào mức độ hẹp, đấy là độ 1 là hẹp dưới 50%, độ 2 là hẹp từ 51 đến 70%, độ 3 là hẹp từ 71 đến 99% và độ 4 là tắc hoàn toàn. Tác giả McCaffrey thì phân loại cái đoạn hẹp của mình như sau: độ 1 là hẹp dưới thanh môn hoặc ở khí quản với độ dài dưới 1 cm, độ 2 thì là hẹp dưới thanh môn với độ dài trên 1 cm, độ 3 là dưới thanh môn ở độ cao của khí quản, độ 4 là hẹp dưới thanh môn kèm theo với liệt dây thanh. Thì phân loại của tác giả McCaffrey chủ yếu liên quan đến cái phần liên quan đến thanh môn, tức đoạn 1/3 trên của khí quản. À, về mặt biểu hiện lâm sàng của hẹp đường thở trung tâm thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ hẹp của đường thở và cái bệnh lý nền gây nên cái tình trạng hẹp đường thở trung tâm là gì. Và tình trạng hẹp đường thở trung tâm này có thể là diễn biến một cách cấp tính trong một khoảng thời gian từ vài phút đến vài giờ, hoặc có thể tiến triển ban cấp từ vài ngày đến vài tuần. Và cái triệu chứng mà điển hình nhất mà người ta nhận thấy đấy là bệnh nhân sẽ có các triệu chứng sau: một là người bệnh sẽ có biểu hiện khó thở, thứ hai là có biểu hiện là ho, thứ ba là người bệnh sẽ có tình trạng là khò khè. Và các triệu chứng này thì nó sẽ phát triển tăng dần theo cái mức độ hẹp của đường thở. Tuy nhiên là khi mà cái đường thở không bị hẹp thì người ta sẽ không có các triệu chứng trên. Và khi mà cái đường thở bắt đầu nó hẹp dần ấy, thì người ta nhận thấy là khi mà đường kính của khí quản dưới 8 mm thì bắt đầu bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng là khò khè. Và khi đường kính khí quản dưới 5 mm thì bắt đầu người ta nghe thấy cái tiếng thở rít trên lâm sàng. Ngoài ra thì với những bệnh nhân mà có khối u ở trong đường thở có thể gây tình trạng là ho ra máu và bệnh nhân có thể sẽ có biểu hiện đau ngực. Khi mức độ hẹp nhiều quá rồi, khi mà không khí đi vào đi ra cực kỳ khó khăn rồi thì đấy bệnh nhân sẽ rơi vào cái bệnh cảnh của siêu hấp, có thể siêu hấp giảm oxy máu và thậm chí là siêu hấp tăng CO2 máu. Thế thì cái triệu chứng của hẹp đường thở trung tâm này có thể nó sẽ bị lẫn lộn với các triệu chứng khác và thường đi kèm với các triệu chứng khác của cái bệnh. Ví dụ như bệnh nhân mà COPD thì người ta cũng đã sẵn có các triệu chứng là khò khè, khó thở rồi, đúng không ạ? Thế trong cái trường hợp bệnh nhân mà COPD mà chúng ta điều trị đủ cái phác đồ liệu trình rồi, có thể bao gồm có cả kháng sinh corticoid cũng như là thuốc giãn phế quản, mà nó không hết được cái biểu hiện khó thở, không hết được cái tiếng khò khè và tiếng thở rít, thì lúc đấy chúng ta cần phải quan tâm xem bệnh nhân này liệu có bị hẹp đường thở trung tâm hay không. Hoặc là các bệnh nhân khác như bệnh nhân bị u khối u như u thực quản hoặc u trung thất chẳng hạn, u trung thất hoặc có thể là khối u ung thư phổi, nếu phát triển các cái triệu chứng liên quan đến khó thở thì chúng ta cũng cần phải tìm các cái nguyên nhân, tìm xem là bệnh nhân này liệu có đang trong cái bệnh cảnh là của hẹp đường thở hay không. Về mặt cận lâm sàng thì chúng ta có một số các phương tiện tương đối là hữu ích trong vấn đề về chẩn đoán cũng như là phục vụ cho việc chúng ta lên kế hoạch điều trị. Đầu tiên là chúng ta sẽ đo cho bệnh nhân một cái chức năng thông khí phổi. Thế thì bất kỳ bệnh nhân nào có triệu chứng của khó thở thì cũng cần nên được đo cái chức năng phổi, đúng không ạ? Thế thì trên chức năng phổi ở những bệnh nhân mà có hẹp đường thở trung tâm thì một thì về mặt các giá trị người ta thấy là bệnh nhân này có rối loạn thông khí tắc nghẽn và không hồi phục với thuốc giãn phế quản, đúng không ạ? Và cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là chúng ta sẽ quan sát cái hình ảnh đường cong lưu lượng thể tích để xem là có hẹp hay không, và thứ hai là nó hẹp ở đoạn nào và tính chất hẹp như thế nào, và thứ ba là chúng ta có thể dựa vào cái lưu lượng để chúng ta đánh giá xem là cái đoạn hẹp, nếu mà có hẹp thì cái đường kính của cái đoạn hẹp đấy nó nhỏ nhất là bao nhiêu. Thế thì trên hình chúng ta thấy với cái hình Nga đây là một cái đường cong lưu lượng thể tích là hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Đường hít vào thì bên dưới và đường thở ra thì bên trên. Ở hình B chúng ta thấy là ở đây trong trường hợp này là điển hình của một trường hợp có tắc nghẽn ngoài lồng ngực biến đổi. Khi tắc nghẽn ngoài lồng ngực biến đổi thì nó chỉ ảnh hưởng tới cái đường cong hít vào thôi, tức là đường cong hít vào thì sẽ dẹt và đi ngang, và đường trong khi đường cong thở ra thì hoàn toàn bình thường. Đến hình C là cái trường hợp mà có tắc nghẽn trong lồng ngực biến đổi. Thế thì khi mà có cái tình trạng này thì nó sẽ trên chức năng thông khí chúng ta sẽ thấy nó ảnh hưởng chủ yếu đến cái đường cong thở ra, là nó sẽ không tạo được đỉnh mà cái đường cong này nó sẽ dẹt và sẽ đi ngang, trong khi đường cong hít vào hoàn toàn bình thường. Hình D là hình bệnh nhân có tắc nghẽn cố định. Trong trường hợp tắc nghẽn cố định thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả hai thì hít vào và
thở ra, và các đường cong hít vào thở ra thì nó sẽ nằm dẹt đi ngang và không tạo được đỉnh. Hình E là trường hợp mà bệnh nhân có tắc nghẽn đường thở dưới, khi mà đường cong thì thở ra nó cong lõm và bề lõm này hướng lên trên, và khi cái độ cong này nó lõm nó càng nhiều ấy, bao nhiêu ấy thì mức độ hẹp đường thở càng lớn bấy nhiêu. Chúng ta sang cái hình bên tay phải là cái đồ thị người ta vẽ ra để miêu tả chúng ta biết là cái sự tương quan giữa cái mức độ hẹp của đường thở với cái lưu lượng. Thì người ta nhận thấy là khi mà đường thở, cái đường kính của khí quản nó hẹp dưới 8 mm thì bắt đầu chúng ta mới phát hiện được trên cái đo chức năng phổi, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta để ý là gì ạ? Cái tốc độ lưu lượng càng thấp thì cái đường kính hẹp khí quản càng nhiều. Như chúng ta thấy là khi mà cái lưu lượng nó chỉ có khoảng 2 lít một phút thôi thì cái đường kính của khí quản nó chỉ có khoảng 4 mm, và 4 mm thì hầu như các cái đờm tiết nó cực kỳ khó ra ngoài và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Thế cái phương tiện thứ hai đấy là phương tiện về chụp cắt lớp vi tính lồng ngực. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực thì cho phép chúng ta làm rất nhiều thứ. Một là giúp chúng ta chuẩn đoán xác định làm nhân này có hẹp đường thở trung tâm hay không. Thứ hai là hẹp thì hẹp ở đoạn nào, đoạn trên, 1/3 trên, 1/3 giữa hay 1/3 dưới, hay là hẹp ở hai cái phế quản gốc. Thứ ba là gì? Đánh giá được cái mức độ hẹp là người ta sẽ đo được cái đoạn nhỏ nhất của cái đường kính của khí quản, và sau đấy người ta sẽ so với cái đoạn bình thường để xem là cái khí quản nó hẹp bao nhiêu phần trăm để chúng ta phân độ. Độ 4, thứ tư nữa là gì? Là trên cái phim chụp cắt lớp vi tính ấy, có thể giúp chúng ta phân loại được các cái típ mà tổn thương gây hẹp là cái gì, đúng không ạ? Ngoài ra thì trên chụp cắt lớp vi tính người ta sẽ xác định được các cái tổn thương phối hợp như là xem có giò khí quản thực quản hay không, xác định các cái tổn thương kèm theo tại phổi và trung thất, và qua đó thì giúp chúng ta tiên lượng được tình trạng và hướng xử trí của bệnh nhân. Bên cạnh đó là gì? Trên các cái phim dựng hình của cây khí phế quản ấy, thì chúng ta sẽ đo được các cái kích thước để phục vụ cho kế hoạch can thiệp điều trị, đặc biệt trong cái trường hợp mà chúng ta có chỉ định đặt stent khí quản. Và trên các máy chụp mới chúng ta có thể tiến hành nội soi phế quản ảo trong cái trường hợp mà chúng ta chẩn đoán. Thế thì trên đây là một, tôi xin giới thiệu một số các hình ảnh bệnh nhân tại điều trị tại trung tâm hô hấp Bệnh viện Mai đã phát hiện ra cái hình ảnh hẹp khí quản. Ví dụ chúng ta có một bệnh nhân có cái khối rất lớn, và trên cái bản chất của khối này là một u tuyến giáp, nó thòng xuống dưới trung thất và phát triển gây đè ép hẹp khí quản cổ đoạn hẹp rất nhỏ. Hình B chúng ta có một khối u tuyến giáp nó xâm lấn xuyên qua thành của khí quản và tạo thành cái khối lồi ở trong 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 lòng của khí quản. Đến hình C là một bệnh nhân mà có khối u của thực quản, u này thì phát triển từ thành sau lên, phát triển thành sau ăn qua lớp màng mềm của khí quản và tạo thành các tổ chức sùi ở trong 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 lòng của khí quản và sẽ gây hẹp khí quản, bệnh nhân sẽ có tình trạng co giật rất nhiều. Hình D là bệnh nhân mà có khối u thì nó chỉ nằm ở phía trong lòng của khí quản thôi, chỉ có tổn thương ở niêm mạc mà không có tổn thương sụn đi kèm. Hình E là một bệnh nhân mà có khối u trung thất rất lớn và nó gây đè nó ép vào cái khí quản, chúng ta thấy cái đường kính của khí quản còn lại rất nhỏ. Hình F thì là một bệnh nhân khác có khối u ở phế quản gốc bên trái, và phế quản gốc bên trái đầu nó gây hiện tượng là gì ạ? Gây hiện tượng tắc cái đờm dịch tiết ở phía sau khối u này và sẽ gây nên tình trạng xẹp phổi và viêm phổi. Tiếp đến là trên một cái phim chụp cắt lớp vi tính, nếu chúng ta chỉ có các cái lát chụp ngang dụ ở tại hình A hoặc hình B thì nó chỉ hỗ trợ chúng ta vấn đề gì là chúng ta biết là bệnh nhân này có hẹp ở hẹp đoạn nào hay không. Tuy nhiên để mà lên một kế hoạch cụ thể hơn can thiệp cho người bệnh thì chúng ta cần phải có các cái phim dựng hình, đặc biệt là phim dựng hình 3D, và dựng hình này thì dựng theo các cái chiều, đó là chiều đứng dọc, chiều đứng ngang, đúng không ạ? Ở đây trên đây hình C là một bệnh nhân mà có cái tái tạo cái hình ảnh đứng dọc và chúng ta thấy là hẹp khí quản nó đoạn ngay 1/3 trên này và có tổn thương sụn, bắt đầu có hiện tượng là vôi hóa, đúng không ạ? Và trên cơ sở dựng hình 3D thì hiện rõ hơn chúng ta là cái hẹp nó như thế nào. Và trên cái cửa sổ dựng hình có thể là hình đứng dọc hoặc hình đứng ngang ấy, thì giúp chúng ta đo được các kích thước, ví dụ như là cái chiều dài của đoạn hẹp là bao nhiêu, đường kính nhỏ nhất của đoạn hẹp là bao nhiêu, rồi khoảng cách từ phía trên của đoạn hẹp tới dây thanh, khoảng cách từ phía dưới đoạn hẹp tới carina, giúp chúng ta là gì? Chúng ta lựa chọn cái biện pháp, ví dụ chúng ta đặt ống cứng hay chúng ta soi ống mềm, hoặc là chúng ta có cần đặt của stent khí quản hay không. Phương tiện thứ ba giúp chúng ta chẩn đoán xác định và cũng giúp chúng ta lên kế hoạch điều trị đấy là nội soi phế quản. Nội soi phế quản thì chúng ta, một là chúng ta sẽ khẳng định chắc chắn là có hẹp và chúng ta sẽ xác định được mức độ hẹp là bao nhiêu.
và chúng ta sẽ dựa vào hình ảnh soi chúng ta sẽ phân loại được cái mức độ hẹp như thế nào, xin phân loại được cái tổn thương mà gây hẹp xem là bệnh nhân này có tổn thương mà trong lòng của tổn thương của niêm mạc hay không, hay là cái tổn thương mà đè ép từ ngoài vào, đúng không ạ? Qua đó thì là gì? Qua đó thì với các tổn thương nghi ngờ thì chúng ta có thể sinh thiết bệnh phẩm để làm chẩn đoán xem là cái tổn thương nó là cái gì, ví dụ nó là khối ung thư và bản chất ung thư nó là từ đâu. Và qua hình ảnh nội soi phế quản thì giúp chúng ta lên kế hoạch về nội soi can thiệp ở phía sau. Thì trên các cái hình hình A, hình B, hình C, hình D, đấy là cái trường hợp mà hẹp lành tính do sau bệnh nhân có đặt đôi khí quản hoặc sau một khí quản. Ví dụ hình A chúng ta thấy là gì? Đây là toàn bộ một cái bằng hẹp, nó nằm ngay phía dưới của dây thanh, đoạn này chắc cách thanh môn khoảng 1 cm, chúng ta thấy cái đường kính đoạn hẹp còn rất nhỏ. Đến hình B thì đoạn hẹp nó nằm phía dưới sâu hơn, cách cái dây thanh khoảng 3 đến 4 cm. Hình C là cũng một bệnh nhân mà có hẹp khí quản dạng màng ở đoạn cao sau đặt khí quản. Còn hình D chúng ta có, đây là một đoạn hẹp mà chúng tôi đánh giá đây là đoạn hẹp phức tạp, vì đây không phải là hẹp tại một vị trí mà nó hẹp trên cả một đoạn dài, và đoạn dài chúng tôi đo là khoảng 2 cm. Vòng sụn chúng ta nhìn thấy trên hình, đấy là vòng sụn bắt đầu từ vị trí hẹp đầu tiên, và phía xa xa phía dưới chúng ta có cái vòng hẹp rất sâu ở phía dưới đây, đúng không ạ? Và cái ống soi mềm ống thường cỡ khoảng 5,5 thì không thể đi qua được cái đoạn trên này. Thế thì có nghĩa là gì? Cái đoạn dưới thì đường kính nó hẹp còn nhiều hơn nữa. Các cái hình hình phía dưới chúng ta có hình E, hình F, hình G và hình H. Thì nghe là bệnh nhân có khối u mà nó đè ép, nó đẩy từ phía sau, nó đẩy từ phía sau gây tình trạng hẹp đường thở, đúng không ạ? Hình F là bệnh nhân có khối u xù nó phát triển xâm lấn từ bên ngoài vào, nó mọc ra tổ chức xù ở phía thành bên phải của khí quản và cả thành dưới của khí quản nữa gây hẹp. Hình G là bệnh nhân mà có khối u thực quản nó phát triển ở thành sau, nó xâm lấn qua lớp màng mềm và tạo thành rất nhiều các cái khối xùi ở trong trong lòng của khí quản như thế này. Hình H là bệnh nhân mà có khối u ở phế quản gốc bên trái, nó gây hẹp cái phế quản gốc bên trái. Sau khi chúng ta đã đưa ra cái chẩn đoán xác định rồi là chúng ta đánh giá là bệnh nhân này chắc chắn là có hẹp. Thứ hai là chúng ta phân cái vị trí hẹp nó nằm ở đoạn nào. Thứ ba là chúng ta phân loại tổn thương gây ra hẹp là cái gì, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lên các kế hoạch điều trị. Và nguyên tắc điều trị của hẹp đường thở trung tâm do tất cả các nguyên nhân đó là gì? Đó là chúng ta cần phải giải phóng tắc nghẽn, khai thông lòng của khí phế quản. Khi chúng ta khai thông lòng của phế quản này thì không khí đi vào đi ra thì nó mới dễ dàng được, và các cái đờm, các dịch tiết từ đoạn dưới đoạn hẹp bắt đầu nó mới lưu thông được lên trên, và nó sẽ giúp là cải thiện được rất nhiều cái thông số, trong đó có thể cải thiện được cái tình trạng khó thở nguyên nhân và cái tiên lượng ở phía sau. Các cái biện pháp điều trị thì chúng ta có một số các biện pháp. Một là vấn đề về phẫu thuật cắt bỏ cái đoạn hẹp đó đi. Vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành nội soi phế quản can thiệp bằng các biện pháp như là chúng ta nong cơ học, chúng ta đốt điện đông cao tần, chúng ta đốt laser, chúng ta dùng argon plasma hoặc là áp lạnh, và chúng ta có thể đặt stent khí phế quản trong một số các trường hợp. Bên cạnh đó thì với các bệnh lý về ung thư thì chúng ta vẫn phải tiếp tục điều trị các cái bệnh lý về ung thư, thì mới hy vọng là gì, các cái tổn thương khối u không phát triển và gây ra hẹp đường thở nữa. Hiệu quả của nội soi can thiệp thì đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu, và như về mặt cảm quan chúng ta thấy là gì, sau khi mà bệnh nhân được can thiệp cắt bỏ, làm nới lỏng, làm rộng cái đường thở ra rồi, thì gần như các cái triệu chứng, ví dụ như là triệu chứng của khó thở rồi triệu chứng của tiếng rít khí quản, thì gần như là sẽ mất ngay lập tức, và sau khi mà chúng ta làm xong thì bệnh nhân sẽ cảm thấy cực kỳ là dễ chịu, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy là sau khi mà can thiệp xong chúng ta đo cái chức năng thông khí thì thấy cải thiện các thông số liên quan đến MV1, cũng như đó là gì, cũng như đó là khi mà bệnh nhân cảm thấy dễ thở hơn thì người ta sẽ cảm thấy chất lượng cuộc sống nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ, kể về mặt thể chất lẫn tinh thần. Và với các trường hợp mà ung thư phổi ở giai đoạn 3B thì người ta thấy là nội soi can thiệp thì có thể cải thiện được cái tỷ lệ tử vong. Trong các biện pháp nội soi phế quản can thiệp thì chúng ta có cái liệu pháp về đốt nóng, thứ hai liệu pháp về áp lạnh để chúng ta giải phóng cái đường thở. Thế thì đốt nóng chúng ta có một số kỹ thuật, chúng ta có kỹ thuật argon plasma, chúng ta có kỹ thuật laser, chúng ta có điện đông cao tần. Thì trong các kỹ thuật này mục tiêu là gì? Mục tiêu là chúng ta phải làm cái tế bào trong cái khối gây tổn thương hẹp ấy, nó bị bốc hơi đi, nó cháy đi, đúng không ạ? Từ đấy là gì? Cái đường thở nó sẽ được mở rộng ra. Ngược lại với đốt nóng mà chúng ta có đốt lạnh là chúng ta sẽ áp lạnh. Mà khi chúng ta áp lạnh như thế này chúng ta có thể lấy được một phần cái tổ chức của khối u hoặc cái phần tổ chức áp lạnh đấy, sau đấy nó sẽ bị hoại tử sau từ 1 đến 2 tuần. Và thông thường thì ban đầu tiên thì người ta sẽ làm các biện pháp này đốt nhiệt trước,
Và sau khi đốt nhiệt xong, cái lòng đường thở bắt đầu nó rộng ra một chút rồi, thì chúng ta sẽ áp dụng thêm các biện pháp về nong cơ học, như chúng ta dùng cái lưỡi của ống cứng để chúng ta nong, hoặc là chúng ta đưa cái bóng nong chuyên dụng vào để chúng ta nong rộng cái đường thở ra, để giữ là gì? Giữ là sau khi mà chúng ta đã dùng các biện pháp mà đốt nhiệt kia rồi ấy, thì cái đường thở nó rộng một phần rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đưa thêm cái nong này vào nữa thì đường thở sẽ rộng ra nữa, là đảm bảo cái hiệu quả là điều trị, đúng không ạ? Và sau đó là gì? Trong một số các trường hợp khu u này có nguy cơ tái phát, nó gây ra hẹp nhiều, thì chúng ta cân nhắc thêm một biện pháp nữa là chúng ta đặt các cái stent khí phế quản, tức là cái da đỡ ở trong lòng của phế quản để giữ cái khẩu kính của đường thở nó luôn mở. Và về mặt lựa chọn các cái biện pháp điều trị thì người ta thấy là khi mà chúng ta có các cái tổn thương ở trong lòng của khí phế quản là chúng ta có thể dùng các cái biện pháp đốt nhiệt. Ví dụ như chúng ta dùng laser, chúng ta dùng điện đông cao tần, chúng ta dùng argon plasma, chúng ta có thể áp lạnh, hoặc là gì ạ? Hoặc là trong các trường hợp ung thư chúng ta có thể điều trị bằng việc là chúng ta áp xạ gần, đưa cái phóng xạ qua ống soi phế quản có gần, tiếp cận gần khối u để điều trị. Còn tuy nhiên là trong các trường hợp mà các tổn thương này nó là đè ép từ ngoài vào, hoàn toàn không hề có tổn thương ở trong niêm mạc của khí phế quản, thì trong trường hợp đấy chúng ta lại dùng biện pháp là nong cơ học, và chúng ta đặt cái stent là cái da đỡ trong lòng khí phế quản để mở rộng cái đường thở. Và trong các trường hợp mà cái tổn thương nó dạng hỗn hợp thì chúng ta có thể áp dụng hầu hết các cái biện pháp nội soi can thiệp kể trên. Và người ta có một cái so sánh các cái một số kỹ thuật can thiệp, đấy là so sánh về argon plasma, so sánh với điện đông cao tần, so sánh với cryotherapy, thì ta nhận thấy là gì ạ? Với các đốt nóng như của argon plasma, của điện đông cao tần ấy, thì có thể giải quyết cái tổn thương hẹp đường thở trung tâm gần như là ngay lập tức và có thể cầm máu tương đối tốt. Tuy nhiên là gì? Vì đốt nóng cho nên là nó sẽ có nguy cơ là cháy nổ trong quá trình chúng ta làm, và bắt buộc chúng ta cần phải dừng oxy trong khi mà chúng ta đốt điện đông cao tần hoặc là đốt argon plasma, và nó có thể gây ra các tổn thương kiểu dạng sơ sẹo ở trong đường thở. Và ngược lại thì áp lạnh thì nó không hiệu quả, có thể nó sẽ không đến ngay tại cái thời điểm sau khi chúng ta làm. Tuy nhiên thì với áp lạnh chúng ta có thể cầm máu tương đối tốt, chúng ta có thể loại bỏ được các cái dị vật, các cái đờm nút nhầy ở trong lòng của khí phế quản, không bị nguy cơ cháy nổ, và chúng ta không phải dừng oxy trong mà quá trình làm, và hầu như thì nó không ảnh hưởng đến niêm mạc của đường thở. Thế thì với các cái hẹp đường thở trung tâm do căn nguyên mà ác tính, đúng không ạ, thì người ta sẽ xử lý như thế nào? Thì với các tổn thương mà có tổn thương ở trong lòng của khí phế quản mà chúng ta cần phải có liệu pháp can thiệp cấp cứu ấy, thì người ta sẽ dùng laser, người ta sẽ dùng argon plasma, người ta dùng điện đông cao tần, hoặc là các cái biện pháp nong cơ học để mở rộng cái đường thở để giúp cho bệnh nhân thở được đã. Còn trong các trường hợp mà hẹp có thể là nó hẹp nó không nhiều lắm, thì trong trường hợp đấy thì người ta có thể dùng cái liệu pháp khác, ví dụ người ta dùng áp xạ gần, hoặc là người ta dùng cái liệu pháp quang đông hoặc là áp lạnh để điều trị hẹp đường thở. Còn với các trường hợp mà không có tổn thương ở trong niêm mạc của đường thở ấy, thì người ta sẽ nong cơ học và đặt stent. Với trường hợp mà ung thư phổi ấy, thì người ta chia ra là bệnh nhân có thể trong tình trạng cấp cứu hay không, đúng không ạ? Trong trường hợp mà cấp cứu lại có tổn thương hẹp đường thở trung tâm, lại có tổn thương ở trong niêm mạc của đường thở, thì người ta sẽ nong này, người ta có thể loại bỏ cái phần mà niêm mạc bị tổn thương đấy bằng gì ạ? Bằng laser, bằng điện đông cao tần, bằng argon plasma hoặc là điện đông. Còn trong các trường hợp mà có hẹp nhưng mà lại không có tổn thương ở niêm mạc, mà chính là gì, nó đè từ ngoài vào, thì đấy người ta dùng biện pháp nong và đặt stent. Còn trong trường hợp bệnh nhân mà không có cái hẹp nhưng mà không có cái tình trạng cấp cứu ấy, thì chúng ta sẽ làm gì? Thì với trường hợp mà có thể cắt bỏ hoàn toàn được thì người ta sẽ cân nhắc vấn đề là phẫu thuật. Còn trong trường hợp không cắt bỏ hoàn toàn được thì lại quay lại cái sơ đồ bên cạnh, đó là gì? Với các trường hợp có tổn thương ở trong niêm mạc của khí phế quản này, chúng ta làm laser, chúng ta dùng cryo, chúng ta dùng điện đông cao tần, vân vân, tức là chúng ta sẽ dùng các biện pháp nội soi can thiệp để xử lý cái phần niêm mạc bị ảnh hưởng, giúp khai thông cái đường thở. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân chỉ có tổn thương tại bên, không có tổn thương niêm mạc mà chỉ có tổn thương từ bên ngoài đè vào ấy, thì người ta sẽ dùng biện pháp nong cơ học, hoặc có thể là gì, có thể là áp xạ gần, hoặc là chúng ta là stent. Còn trong trường hợp mà hẹp đường thở do nguyên nhân lành tính thì sao? Trong các trường hợp hẹp đường thở do nguyên nhân lành tính thì chúng ta sẽ cân nhắc hai vấn đề, một là vấn đề về phẫu thuật, hai là vấn đề về nội soi can thiệp. Thì nội soi can thiệp người ta sẽ dùng nội soi phế quản ống cứng. Với các trường hợp mà hẹp đơn giản thì chúng ta có thể cân nhắc vấn đề xử lý cái đoạn hẹp đấy bằng nội soi can thiệp, đúng không ạ? Nếu mà có tái phát, chúng ta tối đa là gì, chúng ta nội soi can thiệp lại 3 lần. Và trong trường hợp mà 3 lần vẫn tái phát thì chúng ta sẽ cân nhắc vấn đề về phẫu thuật, hoặc là chúng ta đặt stent của khí phế quản. Còn trong trường hợp nếu chúng ta mà nội soi can thiệp mà nó không bị tái hẹp lại, chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân sau khoảng thời gian từ 3 tháng, 6 tháng
12 tháng. Còn với các trường hợp bệnh nhân mà có hẹp phức tạp thì chúng ta chỉ cần làm duy nhất một lần là gì? Là chúng ta nội soi can thiệp thôi. Sau lần đó mà nếu bệnh nhân mà có tình trạng tái phát ấy, thì nếu mà còn phẫu thuật được thì chúng ta sẽ phẫu thuật, còn không phẫu thuật được thì chúng ta sẽ đưa vấn đề là stent khí phế quản cho bệnh nhân. Tôi xin đưa ra kết luận của bài này như sau. Hẹp đường thở trung tâm là cái hẹp mà tình trạng bệnh lý mà có thể đe dọa tính mạng của người bệnh khi mà đường thở bị hẹp quá nhiều, và triệu chứng của bệnh thì thường là sẽ dẫn bị dễ bị lẫn trong cái triệu chứng của bệnh lý nền. Và với tất cả các bệnh nhân mà có triệu chứng của khó thở, chúng ta cũng nên tầm soát xem bệnh nhân này có hẹp đường thở trung tâm hay không. Để chẩn đoán bệnh thì chúng ta có chức năng thông khí, và chức năng thông khí thì có thể gợi ý về vị trí tắc nghẽn. Chụp CT lồng ngực và nội soi phế quản thì có vai trò quan trọng trong vấn đề chẩn đoán, xác định chẩn đoán vị trí, chẩn đoán mức độ và chẩn đoán cái bản chất của cái nguyên nhân gây hẹp, và giúp chúng ta lên được kế hoạch điều trị. Và trong các biện pháp điều trị thì nội soi can thiệp là một biện pháp điều trị có hiệu quả trong các nguyên nhân, kể cả lành tính vẫn là nguyên nhân ác tính. Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe.